Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie Audio VV, chương 50. Bạch Chỉ ước chừng 3 năm không gặp cung thân Vương Phi. Khi nàng vào xe ngựa, thấy cung thân Vương Phi từ trước mặt hồng trang theo mẫu đơn viền vàng, không hiểu sao lại có loại cảm giác thân thiết. Cung thân Vương Phi nhìn Bạch Chỉ, giọng điệu như vãng tích, có chút đạm mạc. Bạch gia cô nương, thật là lâu không gặp. Bạch Chỉ mỉm cười, cực kỳ lễ phép nói: Vương Phi, mạnh khỏe. Cung thân Vương Phi khoát tay, ý bảo nàng không cần khách sáo. Bà hỏi Bạch Chỉ: Cô đang đi đâu? Bạch Chỉ dừng một chút, đang suy nghĩ muốn đem tình hình thực tế nói ra hay không, nhưng lại nghĩ chuyện bản thân cùng với mộ đồ tô, nói vậy cung thân Vương Phi cũng biết. Nếu như nói đi làm ni cô, khó tránh khỏi sẽ bị Vương Phi hỏi nhiều. Vẫn là không nói thì tốt hơn, bớt lo. Bạch Chỉ che lấp nói: Đi bái Quan Âm Bồ Tát. Ồ, thế cầu cái gì? Cung thân Vương Phi hỏi lại. À, không có ý khác, chỉ mong phù hộ thân thể an khang. Cung thân Vương Phi tà nghễ nhìn nàng, gật đầu. Chuyện của cô cùng với đồ tô, ta đều biết. Bạch Chỉ ngẩn ra, hơi có chút ngoài ý muốn. Đúng là cung thân Vương Phi chủ động nói lên việc này. Cung thân Vương Phi tiếp tục nói. Đồ tô từ nhỏ tính tình quật cường, một khi bản thân đã quyết định sẽ không có thay đổi. Cũng không biết là tính hắn giống ai. Bạch Chỉ lặng lặng lắng nghe. Nàng biết cung thân Vương Phi nói cho nàng những điều này tất nhiên là có quyết định của bà. Nàng không quấy rầy, chỉ dùng tâm lắng nghe. Ta cùng với vương gia đính ước ở Tô Thành. Mặc dù ta không phải người Tô Thành, nhưng đối với Tô Thành vẫn có chút cảm tình không thể nào hiểu. Vương gia ngài cũng như thế. Cho nên ở dưới chân núi Cùng Kỳ xây một trang viên để ta ở lại. Có điều ta cùng với vương gia đều không dự đoán được, đứa con duy nhất của chúng ta cũng động tình ở Tô Thành. Không biết đây là số mệnh hay do ông trời vui đùa. Bạch Chỉ hồi đáp. Định mệnh đã định hướng của tướng quân tuyệt đối không ở Tô Thành, Vương Phi cứ yên tâm. Cùng thần Vương Phi giật mình nhìn Bạch Chỉ. Bà nhất định giật mình vì nàng vội vàng phủ nhận bản thân. Bạch Chỉ đạm cười. Việc Bạch Chỉ nói tuyệt đối là sự thật. Bị Bạch Chỉ xác nghị định như đinh đặt chặt sắt, cung thân Vương Phi bật cười. Cô không thích đồ tô à? À, không. Nàng hiển nhiên muốn trả lời như thế, nhưng nhìn ánh mắt tinh thần của cung thân Vương Phi, lòng có bỡ ngỡ, không lạnh nhạt như vừa rồi. Cung thân Vương lấy tay cầm Bạch Chỉ. Cô thêu hoa mẫu đơn viền vàng, quả thật chỉ có bản lĩnh học 2 năm. Bạch Chỉ không ngờ cung thân Vương Phi sẽ hỏi việc này. Đây vốn là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, lại có thể làm cho cung thân Vương Phi để bụng. Bạch Chỉ sinh lòng nghi hoặc lắc đầu với cung thân Vương Phi. Nếu cung thân Vương Phi chất vấn nàng, chắc chắn là đã biết điều gì. Nếu như nàng lại nói dối, đầu người hẳn là không bảo đảm. Cung thân Vương Phi bật cười. Quả nhiên. Bạch Chỉ càng thêm không hiểu. Cô mấy tuổi thì bắt đầu thêu hoa mẫu đơn viền vàng? Bạch Chỉ nghĩ nghĩ, thứ nàng vừa lòng đầu tiên từ khi học nữ hồng hoa là mẫu đơn viền vàng, sau này không nhớ đã ném đi nơi nào, từ đó không thêu hoa mẫu đơn viền vàng nữa. Kiếp trước bởi vì muốn lấy lòng cung thân Vương Phi, bắt đầu thêu rất nhiều. Nhưng sau khi sống lại, nàng không nhớ rõ bản thân còn thêu thêm lần nào nữa không? À, chắc là lúc 10 tuổi đi. Bạch Chỉ nghĩ cũng không nhớ lầm. Cung thân Vương Phi gật đầu, mỉm cười với nàng. Nếu như ta nhớ không lầm, thì cô 18 tuổi rưỡi. Bạch Chỉ gật đầu. Cung thân Vương Phi bỗng nhiên chuyển ngữ điệu. Tuy ta biết tình cảm của cô cùng đồ tô, nhưng giữa cô với đồ tô có rất nhiều vấn đề cần phải thương thảo.
Đồ Tô nói gần một tháng, vương gia vẫn như trước không có gật đầu. Lấy hiểu biết của ta đối với vương gia, chuyện này đã mất đường sống cứu vãn. Tuy rằng làm thiếp có chút thiệt thòi cho cô, nhưng ta nghĩ đây cũng không còn biện pháp nào. Hy vọng cô có thể hiểu, cùng giúp ta khuyên nhủ Đồ Tô. Làm thê hay làm thiếp đều là người bên gối, cần gì để tâm vào chuyện vụn vặt, có đúng không? Bà vỗ nhẹ bu bàn tay của Bạch Chỉ, lời nói thấm thía. Nhưng tâm tình Bạch Chỉ không phải mang ơn, ý tứ cùng thân Vương Phi là để nàng khuyên nhủ Mộ Đồ Tô đang kiên trì muốn nàng làm thê tử, hoặc là không vào cung thân Vương Phủ, hoặc là thành thành thật thật làm thiếp. Nàng có chút cảm động sự cố chấp của Mộ Đồ Tô, đồng thời đại lại lấy cung thân Vương Phi buồn cười. Nàng không phải Bạch Chỉ lúc trước vì yêu mà buông tha cho tất cả, mặc dù biết rõ bản thân không hề có tư cách làm chính thê, nhưng thiếp, nàng cũng cảm thấy không cần phải bắt đầu. Cung thân Vương Phủ thật không với nổi. Bạch Chỉ đáp lại cung thân Vương Phi. Lời nói của Vương Phi thật là có đạo lý, Bạch Chỉ không xứng với tướng quân. Về việc đêm đó, ta... Nàng còn chưa bắt đầu nói xong, xe ngựa không biết duyên cớ gì, bắt đầu sóc nảy, bên ngoài truyền đến tiếng ngựa hí vang. Thân mình cung thân Vương Phi bất ổn, giống như lập tức muốn lao ra ngoài xe. Bạch Chỉ kinh hãi, vươn cánh tay kéo cung thân Vương Phi trở về. Thân mình bản thân cũng không ổn, đụng chạm vào khung cửa của xe ngựa, cứu người bị ngộ thương, cực kỳ vô tội bất tỉnh nhân sự, té xỉu. Khi nàng tỉnh lại, thấm vào hơi thở là mùi đàn hương nhàn nhạt. Đây là hương khí chỉ chùa miếu cùng Amnico mới có. Bạch Chỉ hoảng sợ ngồi dậy, đã thấy Mộ Đồ Tô ngồi ở bên giường, mà ở cách đó không xa là cung thân Vương Phi sắc mặt không tốt. Mộ Đồ Tô nắm lấy tay Bạch Chỉ, lòng bàn tay hắn nóng rút, cũng không biết do duyên cớ nào. Bạch Chỉ muốn giãy giụa, lại chưa kịp thực thi, đã bị cung thân Vương Phi bóp chết. Cung thân Vương Phi đi tới trước mặt Bạch Chỉ, tà nghễ nhìn nàng. Cho dù cô có thai, làm thiếp là kết cục đã định. Cung thân Vương Phi lại nhìn Mộ Đồ Tô, nghiến răng nghiến lợi, vừa tức lại vừa bất đắc dĩ nói. Con, thật sự là chúng ta. Nói vậy, cung thân Vương Phi phẫn hận phẩy tay áo bỏ đi. Bạch Chỉ nhất thời không có cách nào tiêu hóa. Hả? Mới vừa rồi Vương Phi nói ta có thai. Mộ Đồ Tô nâng tay vén lên lọn tóc tán loạn trước trán nàng, gật gật đầu. Bạch Chỉ thầm nghĩ choáng váng thêm một lần nữa. Nico không làm được, gả cho Mộ Đồ Tô đã thành tất nhiên. Nàng đã mang bầu. Trước khi nàng tỉnh lại, Mộ Đồ Tô cùng cung thân Vương Phi đã tranh cãi một trận ầm ĩ. Đơn giản là khúc mắc gần một tháng này làm thê hay làm thiếp. Hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, cho dù dãy dụa thế nào, lời cha mẹ vẫn là to nhất. Cung thân Vương kiên trì, Mộ Đồ Tô tiếp tục dãy dụa không kết quả. Việc có thai không chỉ làm cho Bạch Chỉ chịu đả kích lớn, ngay cả Mộ Đồ Tô cũng có chút ngoài ý muốn. Bạch Chỉ thiệt tình không có cách nào chấp nhận trong bụng bản thân chính là đứa con của nàng cùng Mộ Đồ Tô. Nàng còn không có cách nào chấp nhận chuyện bản thân sắp làm mẹ. Lúc này dường như trở thành biến chuyển của Bạch Chỉ cùng với Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ không thể làm ni cô, Mộ Đồ Tô không muốn buông tha, thỏa hiệp để Bạch Chỉ lấy thân phận thiếp tiến vào cung thân Vương Phủ. Hôn sự của hai người sớm định ở thời tiết tháng chạp năm trước. Mộ Đồ Tô muốn dùng lễ nghi lấy chính thê cưới Bạch Chỉ vào cửa. Bạch Uyên mặt ngoài cực kỳ cảm tạ, nội tâm cực kỳ đang nén giận. Ở trên bàn cơm, luôn ném tức giận vào Bạch Chỉ. Bạch Chỉ lại không để ở trong lòng, ngược lại toàn bộ Bạch Phủ chỉ có duy nhất Bạch Thuật đau lòng nhìn không được. Chà, nếu tức giận, hãy chút xuống người con, đừng đối tỉ như thế. Như vậy, nhị nương lại tức, muốn đánh Bạch Thuật. Bạch Thuật chạy đến sau lưng của Bạch Chỉ, tìm chỗ dựa vào. Bạch Chỉ tuy là thiếp, nhưng nhị nương cũng công nhận làm thiếp không phải sẽ không thể như thế. Bà là một ví dụ điển hình, mặc dù còn chưa phụ chính, nhưng đã là nữ chủ nhân trong phủ, cho nên đối với Bạch Chỉ vẫn còn điều cố kỵ, bàn tay treo ở không trung, ngượng ngùng buông xuống, tiếp tục ăn cơm. Bạch Thuật được giải trừ nguy cơ không muốn lập tức trở về chỗ ngồi, dương mắt nhìn Bạch Chỉ. Tỷ,
tỷ lập gia đình, có thể mang đệ đi không? Bạch Chỉ ngẩn ra, có chút kinh ngạc sự ỷ lại của Bạch Thuật. Rõ ràng đệ đệ ỷ bản thân như vậy sao có thể gọi là nam chiếu công chúa tỷ tỷ? Trước kia, nàng chỉ cảm thấy bản thân không tốt. Bây giờ ngẫm lại, lúc trước nàng cùng Bạch Thuật quan hệ cũng không kém. Vì sao cuối cùng ngay cả một tiếng tỷ cũng không gọi? Thật là tổ cổ quái. Tỷ! Bạch Thuật thấy Bạch Chỉ không trả lời, lại gọi một lần. Mặt Bạch Uyên âm trầm, đối với Bạch Thuật nghiêm túc nói. Thuật nhi, đứng đắn vào chỗ ngồi ăn cơm. Bạch Thuật tha thiết, trông mong nhìn Bạch Chỉ ngồi trở lại vị trí của bản thân. Bạch Chỉ muốn ăn cà chua, là món hồn kỳ năm nàng năm ngày. Nàng làm cho Hồng Kiều đi chợ mua quất chua, Hồng Kiều cầm về lại là quất ngọt. Bạch Chỉ có chút uể oải. Dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình. Bạch Chỉ quyết định tự đi ra cửa thỏa mãn bản thân. Hồng Kiều vội vàng ngăn lại. Tiểu thư, người có thai, bên ngoài trời đông giá rét, không có được. Sợ gì? Nông phụ còn mang bụng to ở ngoài bán đồ ăn đâu. Ta bây giờ còn đang bằng. Bạch Chỉ sờ sờ bụng, không cho là đúng. Hồng Kiều nghẹn đỏ mặt, không biết đáp lại nàng thế nào. Lão già đã hạ lệnh không cần thiết giam cầm tiểu thư, nói rõ ràng có quyền đi ra ngoài, làm nha hoàn, cần bạn ngăn cản là không đúng. Hồng Kiều thở dài đành phải cùng Bạch Chỉ ra ngoài. Bạch Chỉ tốt xấu là con gái binh bộ nhị lang, kinh thành không thể so với Tô Thành, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nàng cũng không có dũng khí giống ở Tô Thành đứng bên đường mua quất chua. Vì thế, nàng quyết đoán nữ phẫn nam trang đi ra ngoài. Hồng Kiều là nha đầu tùy thân, tất nhiên là phẫn thành như đồng. Bạch Chỉ đến kinh thành nhiều ngày, cho dù ở kiếp trước hay bây giờ cũng chưa từng đi dạo ngắm cảnh. Bây giờ nữ phẫn nam trang, lá gan to hơn, có thể không hề kiêng kỵ. Đương nhiên, ý tưởng tốt đẹp, dũng khí lại không tốt. Nàng còn chưa có lá gan lớn như thế. Đi tới sòng bạc lớn nhất kinh thành, đi thành lầu nổi nhất kinh thành. Nàng nhiều nhất chỉ dám đi tửu lâu danh tiếng nhất kinh thành. Tửu lâu đứng đầu kinh thành có món đầu sư tử kho tàu. Nghe đồn, ăn đầu sư tử đều phải xếp hàng. Bạch Chỉ cảm thấy thật thần kỳ. Mua xong quất chua, canh giờ còn sớm, liền đi tửu lâu mua thứ nhất kinh thành ăn món đầu sư tử đã thành truyền thuyết. Ai biết, khi nàng đến, tửu lâu thứ nhất kinh thành đã xếp một hàng dài. Thật là cực kỳ đồ sộ. Điều này làm cho Bạch Chỉ máu ăn ngon càng không chịu nổi. Lòng hiếu kỳ bành trướng càng muốn ăn thêm. Vì thế nàng kiên định xếp hàng không rời. Thiếu gia. Hồng Kiều xếp gần 3 canh giờ bắt đầu không kiên nhẫn. Bạch Chỉ hướng miệng Hồng Kiều tắc một cái bánh bao, làm cho nàng ta câm miệng. Sắc trời dần tối, Bạch Chỉ rốt cục đứng trên đầu. Bỗng nhiên phía sau đi tới 3 người, không xếp hàng, trực tiếp lướt qua Bạch Chỉ, liền muốn đi vào. Trong đó có một người có chút hào khí nói. Cho hai các người nếm thử đồ ăn chiêu bài của Tửu Lâu, các người tuyệt đối khen không dứt miệng. Buồn cười, nàng đợi gần nửa ngày mới gặp ánh rạng đông, bọn họ cứ như vậy đi vào, thật là tức giận. Nhưng khi Bạch Chỉ thấy người đàn ông mặc huyền sắc trường bào trong 3 người, nàng tựa như quả hồng mềm, tức giận mới vừa rồi hoàn toàn tan hết. Cứ nhiên là Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ không biết vì sao chột dạ, cúi đầu, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đừng xoay người nhìn qua, đừng xoay người. Ai biết một hán tử thô kệch phía trước xếp, trước Bạch Chỉ cư nhiên vô cùng khó chịu hướng bọn họ hồ một tiếng. Người nào không có giáo dưỡng, xếp hàng. Vì thế, 3 người đều quay đầu, đầu Bạch Chỉ cúi càng thấp. Nàng không biết Mộ Đồ Tô có nhìn thấy nàng không, nàng chỉ biết là hán tử thô kịch phía trước bị phủ đệ tử lâu thứ nhất kinh thành khiêng đến hậu viện đánh cho một trận. Cứ như vậy, Bạch Chỉ bị một người túm như con chó nhỏ, túm vào trong nhã gian. Hồng Kiều ở phía sau dùng ánh mắt thương xót nhìn Bạch Chỉ. Ồ, Tô Tô, vị công tử này là ai? 3 người đi vào bên trong, người đàn ông mặc áo xanh ngồi xuống, luôn luôn chưa rời ánh mắt trên người của Bạch Chỉ. Mộ Đồ Tô nói. Bạn tốt. Bạch Chỉ cảm thấy
định nghĩa này không thỏa đáng. Rất thanh tú xinh đẹp. Người đàn ông mặc trường bào nguyệt sắc ngồi ở một phía khác, khóe miệng nhẹ dương thành hình cung, đầy ý cười nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ thấy người đàn ông này có thể thấy rõ tất cả, giống như nhìn ra thân phận của nàng. Người đàn ông áo xanh rất tán thành gật đầu. Tô Tô, người nên giới thiệu cho chúng ta. Người đàn ông áo xanh nói với Mộ Đồ Tô đang ngồi uống trà. Mộ Đồ Tô nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ chột dạ lập tức cúi đầu, cầm ly trà, mần ở trên môi không bỏ. Mộ Đồ Tô chỉ vào người đàn ông áo xanh. Ngũ hoàng tử. Lại chỉ vào người đàn ông mặc trường bào nguyệt sắc. Tam hoàng tử. Bạch Chỉ đang uống nước lúc này uống vào mấy ngụm. Thần sắc Mộ Đồ Tô kích động vỗ vỗ nhẹ lưng nàng. Làm chi dọa thành như vậy? À, không. Bạch Chỉ nhìn người mặc trường bào nguyệt bạch, hắn ta cũng đang nhìn nàng. Đó là hoàng đế tương lai trong truyền thuyết. Con cái trong hoàng gia quả nhiên bộ dạng xuất chúng bất phàm, khí chất càng không thể so. Bạch Chỉ từ ánh mắt đầu tiên đã hiểu được hai người bọn họ đều là quan to quyền quý, có điều không nghĩ tới, một người trong đó lại là hoàng đế tương lai. Đầu sư tử kho tàu đến, ngũ hoàng tử khẩn cấp ăn. Bạch Chỉ nhìn đầu sư tử kho tàu trước mặt, hơi thở xuyên suốt hương khí làm cho người ta khó có thể nhẫn nại, hùng hăng nuốt nước miếng, cầm lấy chiếc đũa, khống chế tướng ăn của bản thân, ăn thong thả thong thả. Có điều chỉ chốc lát sau, tốc độ nàng dùng chiếc đũa nhịn không được càng lúc càng nhanh. Khi nàng đem một đĩa đầu sư tử kho tàu xử lý sau, lại nhìn thấy Mộ Đồ Tô cùng Tam Hoàng Tử tập thể nhìn nàng. Bạch Chỉ xấu hổ không biết làm sao, Mộ Đồ Tô đem đĩa đầu sư tử kho tàu trước mặt đưa cho Bạch Chỉ. Ăn đi. Ngũ hoàng tử đã sớm bắt đầu ăn sang khẩu phần của Tam hoàng tử. Ăn xong đầu sư tử, Bạch Chỉ của ngũ hoàng tử đã no. Lần này ba người bọn họ đi ra ngoài, coi như ngũ hoàng tử dẫn đường, dẫn dắt hai vị nhân sĩ không phải người kinh thành. Rõ ràng hai người đều là người sinh trưởng ở kinh thành. Ngũ hoàng tử đề nghị. Dạo kinh thành không đi thành lâu đứng đầu kinh thành, thật là quá tiếc. Cái gì? Đi kỹ viện à? Hồng Kiều luôn thành thành thật thật đi ở một bên kích động. Ngũ hoàng tử chau mày, cười gian nói. Huynh đài, còn chưa khai trai. Hồng Kiều kinh, mặt do triệt để bốn người còn đại mặt không biến đổi sắc. Hài, khai trai cùng chưa khai trai quả thật là khác nhau. Ngũ hoàng tử lôi kéo Tam hoàng tử cùng Mộ Đồ Tô tới thanh lâu đi dạo. Bạch Chỉ cực kỳ lạnh nhạt đứng lên, chắp tay với ba người, bình tĩnh nói. Chúc các người vui đùa khoái trá, thanh lâu này, tại hạ... Lời nói còn chưa dứt, nàng như con chó nhỏ bị Mộ Đồ Tô túm đi qua. Hồng Kiều dậm chân tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, sắp khóc, theo đuôi sau đó. Thanh lâu đứng đầu kinh thành, danh bất hư truyền, chuyện làm ăn thật sự náo nhiệt. Mỗi vị cô nương ra sân khấu đều không thấp. Tới nơi ở đây đều là người có tiền. Đoàn người vào một gian nhã cư, ngũ hoàng tử hưng phấn nhất, cùng tú bà tán gẫu cực kỳ lửa nóng. Tú bà cười gật gù liên tục. Ngũ hoàng tử đưa cho tú bà một nén vàng. Tú bà mừng rỡ miệng sắp nứt ra. Sau khi tú bà đi, ngũ hoàng tử lé ánh mắt kiêu ngạo nhìn vài vị khách làng chơi đang ngồi đối mặt không biểu cảm. Ngũ hoàng tử nói, cho các người gặp hoa khôi đứng đầu kinh thành, Doãn Hương. Tinh thần Bạch Chỉ buộc chặt, tiếng lòng vừa động. Doãn Hương, kiếp trước, hồng nhan tri kỷ của Bùi Cửu. Kiếp này có lẽ cũng không ngoại lệ đi, ít nhất Doãn Hương quen biết Bùi Cửu. Hết chương 50, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 51. Doãn Hương là một cô gái tuyệt mỹ. Khi nàng ta ôm tỳ bà che mặt xuất hiện trước mặt Bạch Chỉ, Bạch Chỉ thừa nhận bản thân phải kinh diễm một phen. Nàng nghĩ, Bùi Cửu có một mỹ nhân tuyệt thế như vậy làm hồng nhan tri kỷ, không có khả năng không động tâm.
Còn lại những người ở đây khi nhìn thấy Doãn Hương cũng dùng ánh mắt kinh ngạc, có điều không giống với Bạch Chỉ, lấy kinh diễm mà nhìn nàng. Doãn Hương ôm tỳ bà ngồi một bên, ánh mắt lưu chuyển giữa hai vị nam tử, bắt đầu đạn tấu. Thanh âm uyển chuyển, động lòng người, cực kỳ bi ai, mang theo hy vọng, dường như là một dòng suối nhỏ lờn vờn quanh núi, chiều dài mà lại mượt mà. Một khúc hoàn tất, ngũ hoàng tử dẫn đầu vỗ tay, khóe miệng nhếch nhếch, hưng phấn mà hỏi. Nghe nói Doãn Hương cô nương đạn tấu tỳ bà vang danh khắp kinh thành. Hôm nay cũng vừa nghe, danh bất hư truyền. Không biết cô nương có thể gãy bán sở trường cảnh trúc từ hay không? Doãn Hương chịu dịu dàng hạ thấp người nói với ngũ hoàng tử. Thực xin lỗi, khúc này ta chỉ đạn vì một người. Ồ, là con thứ 9 của Bùi đại tướng quân, Bùi Cửu sao? Tam hoàng tử bỗng nhiên nâng chén, không chút để ý nói một câu như vậy. Bạch Chỉ cùng Mộ Đồ Tô đều ngẩn ra, sức lực tin đồn xem ra không nhỏ, chỉ thấy Doãn Hương không chút nào che giấu trả lời. Công tử đã biết, vậy Doãn Hương cũng không cần phải trả lời. Tam hoàng tử cười cười gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, ngũ hoàng tử lại có chút khó chịu, nhanh mồm nhanh miệng lập tức trả lời. Bây giờ Bùi Cửu mất tích không rõ, cô còn giữ quy củ này, nếu như hắn luôn luôn không xuất hiện, chẳng lẽ cô vĩnh viễn không đạn? Doãn Hương mặt không đổi sắc mỉm cười. Đúng thế. Người con gái như vậy, Bạch Chỉ bỗng nhiên thích cô gái này. Tính cách nàng ta rất khiến người khác thích. Nói vậy Bùi Cửu cũng thích nàng ta. Bằng không sao lại không hề cố kỵ, mặc lời đồn đãi truyền lưu. Như trước làm theo ý mình cùng Doãn Hương duy trì liên hệ. Ngũ hoàng tử dường như chưa bao giờ bị người cự tuyệt nghẹn quá thành giận. Lấy ra một đống ngân phiếu, hùng ác đặt lên bàn. Số tiền này, ta mua cô một đêm. Thực xin lỗi, Doãn Hương sớm không bán thân, bây giờ chỉ bán nghệ. Công tử nếu như không còn việc khác, Doãn Hương cáo lui. Doãn Hương rất quả quyết rời khỏi, Bạch Chỉ từ trong ánh mắt nàng ta nhìn ra sự chán ghét đối với mọi người. Ngũ hoàng tử muốn túm nàng trở về, bị Tam hoàng tử quát lớn. Ngũ đệ! Ngũ hoàng tử bĩu môi, một kỳ không phục. Tam hoàng tử nói với Doãn Hương. Doãn Hương cô nương chớ trách, ngũ đệ ta từ nhỏ bị làm cho hư. Nếu Doãn Hương cô nương bán nghệ không bán thân, như vậy còn thỉnh Doãn Hương cô nương tiếp tục diễn tấu, có được không? Doãn Hương nhìn bọn họ, gật đầu. Bạch Chỉ không hiểu rõ Tam hoàng tử vì sao còn muốn để Doãn Hương lưu lại, chỉ phải yên lặng xem xét. Nàng giơ lên ly rượu mâm một ngụm, bị Mộ Đồ Tô ngăn lại. Hồng Kiều đứng phía sau bên tai Bạch Chỉ. Tiểu thư, em còn chưa từng thấy có cô gái thanh lâu nào ngạo mạn như thế. Bạch Chỉ mỉm cười. Hoa khôi thôi, được sủng mà kêu. Bọn họ yên tĩnh uống rượu nghe khúc, nhìn như cực kỳ thanh nhã. Bạch Chỉ lại cảm thấy kỳ thực có càn khôn. Doãn Hương lại đạn xong một khúc. Tam hoàng tử liên tục vỗ tay, lấy ánh mắt thưởng thức nhìn Doãn Hương. Doãn Hương cô nương đạn thật hay, có thể đạn thêm vài khúc để chúng ta thưởng thức không? Doãn Hương thấy bộ dạng hắn chỉ thưởng thức tùy bà của nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng Doãn Hương lại cứ đạn xong một khúc, Tam hoàng tử lại yêu cầu nàng ta đàn thêm. Lặp lại như thế, đã không biết bao nhiêu khúc. Lấy tính tình của Doãn Hương, chỉ ăn mềm không ăn cứng, cộng thêm người tới là khách. Việc này không nên cự tuyệt. Bạch Chỉ rõ ràng cảm giác ngón tay của Doãn Hương như nhũn ra, nhưng nàng ta khẽ cắn răng kiên trì, trên khuôn mặt lạnh nhạt rõ ràng có thống khổ. Bạch Chỉ có thể nhìn thấy, ngũ hoàng tử, tam hoàng tử, thậm chí Mộ Đồ Tô không có khả năng không nhìn thấy. Bọn họ chẳng lẽ không thương Hương Tiết Ngọc sao? Doãn Hương đạn xong một khúc cuối cùng, ngón tay nàng ta cũng thành cánh tay đều phát run. Huân hương đã thay đổi 3 lần, từ khi sắc trời dần tối đã bước vào canh 1, Bạch Chỉ trực tiếp ghé vào trên bàn không có tinh thần. Tam hoàng tử thấy bộ dạng Doãn Hương suy sụp, thật thường tiếc nói. Doãn Hương cô nương còn có khỏe không? Nếu trách ta nghe khúc mê mẩn, không nhìn thấy cô đã mệt thành như thế. Doãn Hương không ngu ngốc, khẽ cắn môi hùng hằng nói. Đà tạ công tử nâng đỡ.
nếu như không còn việc khác, Doãn Hương xin cáo từ. Tam hoàng tử quay đầu hỏi Ngũ hoàng tử, đệ còn có việc sao? Ngũ hoàng tử xua tay, có thể, không có việc gì. Tam hoàng tử lúc này mới quay đầu hướng Doãn Hương, trên mặt đã mất đi thân mật vừa rồi, mà là mặt không biểu cảm. Cô có thể đi rồi. Bạch Chỉ lăng lăng nhìn, nghĩ rằng Tam hoàng tử thật là người có thù tất báo. Đáng sợ, khó trách có thể từ trong tay người thừa kế ngôi vị đoạt được ngai vàng. Sau khi Doãn Hương rời khỏi, Hồng Kiều lập tức ngáp một cái, nước mắt chảy ròng, xem ra nàng ta nhịn cực kỳ vất vả. Cũng khó trách, nhà đầu Hồng Kiều kia luôn luôn ngủ sớm, bây giờ đã canh một, đối với nàng mà nói là quá muộn. Bạch Chỉ muốn đi trước cáo từ. Bạch Chỉ đứng dậy nói với bọn họ, canh giờ này không còn sớm, ta cáo từ trước. Ngũ hoàng tử nói, đừng, ra ngoài chơi, làm thứ gì mất hứng thế, buổi tối ở trong ngày ngủ đi, bảo đảm người vui vẻ giống như thần tiên, cùng Tô Tô chiêm nghiệm cùng nhau đi. Bạch Chỉ cảm thấy lời này rất dầm đãng, nghẹn đỏ cả mặt, nhìn bộ đồ tô bên cạnh, ai biết. Trước mặt hai người, mộ đồ tô ôm Bạch Chỉ lên đùi hắn, ánh mắt ẩn ẩn hướng về phía Ngũ hoàng tử. Vậy ngươi giúp hai chúng ta thuê một gian phòng đi. Ngũ hoàng tử đương trường ngây ra ngư như phỗng, một hồi lâu mới giật mình kêu. Ta còn nói ngươi không thích nữ sắc, thì ra là có ham mê này. Ngũ hoàng tử lập tức xoay quanh, hướng Tam hoàng tử ủy khuất kêu khổ. Tam ca, trước kia ba chúng ta cùng nhau ngủ, huynh nói Tô Tô có nhân cơ hội sảm sỡ chúng ta hay không? Tam hoàng tử lấy tay vịn cằm, ý cười nhìn Bạch Chỉ ngồi trên ngột đùi của mộ đồ tô, trên mặt thì đỏ thiêu như sắt. Tô Tô thì thích người xinh đẹp gầy yếu, loại hình như chúng ta Tô Tô ăn không có tiêu được đâu. Tam hoàng tử hướng Bạch Chỉ cười cười, Bạch Chỉ chỉ cảm thấy mặc dù hắn cười mê người, nhưng từ trong khung lộ ra nguy hiểm không thể kháng cự. Đột nhiên cảm thấy mộ đồ tô so với hắn tốt hơn nhiều. Ít nhất nàng nguyện ý tiếp cận người đàn ông tính tình như mộ đồ tô. Loại người như Tam hoàng tử chỉ sợ không phải là một cô gái có thể chịu được. Tính tình mộ đồ tô mặc dù lãnh, làm cho người bất cầu ngôn tiếu, nhưng hắn sẽ không ngụy trang. Cho dù bình thường không phải là nụ cười nhiệt tình, nhưng ít ra không có cảm giác nguy hiểm cùng sợ hãi. Bạch Chỉ nhịn không được chuyển ánh mắt về phía mộ đồ tô, nhưng thấy hắn cũng đang nhìn nàng. Trong con người trong suốt không thấy đáy, tràn đầy đều là bóng dáng nhu hòa của nàng. Hai người còn cách nhau quá gần, nhiệt độ trên mặt đều có thể truyền lại cho nhau. Bạch Chỉ cảm giác gò má nóng nóng, có lẽ mặt hắn so với mặt nàng còn nóng hơn. Bỗng nhiên, mí mắt mộ đồ tô buông xuống, lông mi dài mà nồng đậm ở đáy mắt chiếu ra bóng dâm. Bạch Chỉ không nhìn thấy cảm xúc của hắn, chỉ cảm thấy mặt hắn càng ngày càng gần bản thân. Này này, Ngũ hoàng tử kêu lên, Tô Tô, đừng có ghê tởm ra. Tam hoàng tử bất động thanh sắc, dẫn theo Ngũ hoàng tử đi ra ngoài. Đi tới cửa, bỗng nhiên xoay người đối Hồng Kiều đang trừng mắt to xem diễn nói, người tự đi ra hay là để ta xách người đi ra? Hồng Kiều nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ vốn định đứng lên, lại bị mộ đồ tô đè lại, không lưu tình chút nào cướp đi môi nàng. Hồng Kiều biết xấu hổ, lập tức chạy mặt tông cửa đi ra. Ngũ hoàng tử cười nhạt. Đàn ông chưa khai trai là thế này sao? Tam hoàng tử đã đá Ngũ hoàng tử ra, còn săn sóc đóng cửa cho bọn họ. Trong phòng, ánh nến lay động, Bạch Chỉ lấy tay để ở trên ngực của mộ đồ tô, định kháng cự, lại bị mộ đồ tô gắt gao ôm vào trong lòng, không hề có sức lực chống cự. Ngay sau đó, Bạch Chỉ phát hiện, mộ đồ tô không phải chỉ muốn hôn mà thôi, thân mình hắn càng thêm nóng rực, tay cũng trở nên không yên. Bạch Chỉ dùng mình nghĩ rằng, lại muốn một phen sao? Mộ đồ tô im bặt đình chỉ, bàn tay nóng rực cầm tay nàng, khuôn mặt nhu hòa, giống như một đầm nước xanh. Ta đưa nàng hồi phủ. Bạch Chỉ đầu tiên ngẩn ra, sau đó gật đầu. Lúc hai người đi ra ngoài, Hồng Kiều đang ngồi ở cửa. Thấy Bạch Chỉ đi ra, mặt đỏ chạy vội tới. Bạch Chỉ thấy có Hồng Kiều. Hai vị công tử kia đâu? Đi về trước rồi.
nàng còn tưởng đi tiêu dao khoái hoạt. Mộ Đồ Tô dường như biết Bạch Chỉ nghĩ gì, cười mỉm. Đừng nhìn bộ dáng Ngũ hoàng tử bất cần đời, hắn giữ mình trong sạch. Về phần Tam hoàng tử, có người trong lòng. Loại người này mà cũng có người trong lòng. Không biết là cô gái như thế nào, lại càng không biết nên chúc phúc cho nàng ta hay nên trở nên bi ai. Ra Thanh lâu, Bạch Chỉ không muốn ngồi trên xe ngựa sóc này, muốn đi bộ trở về. Đương nhiên càng chủ yếu là muốn Mộ Đồ Tô cùng nàng đi một chút. Vì thế, Hồng Kiều bị chủ nhân từ bỏ, một mình nàng ta lưu trữ hai hàng lệ, ngồi trên xe ngựa cùng chủ nhân vẫy tay nói lời từ biệt. Tiểu thư, em mở cửa nhà chờ người. Mộ Đồ Tô kỳ thật ngoài ý muốn chuyện Bạch Chỉ muốn một mình cùng tản bộ với hắn. Bạch Chỉ cảm thấy đàn ông là loại chỉ cần ban chút ánh sáng mặt trời tính tình liền sáng lạn. Mộ Đồ Tô đương nhiên nắm tay nàng, nhàn nhã trên con đường ban đêm ít ỏi bóng người dắt tay nàng đi tản bộ. Bạch Chỉ nhìn sườn mặt hắn tươi cười như không cười, có chút dở khóc dở cười. Biết vậy, đã sớm chiếm nàng làm sở hữu. Mộ Đồ Tô không nhìn Bạch Chỉ nói chuyện mà nhìn phía trước nói. Bạch Chỉ ngẩn ra. Trẻ con, thì ra có thể thay đổi nhiều như vậy. Đàn bà một khi có đứa con đều sẽ khuất phục. Chỉ Nhi đang chậm rãi chấp nhận ta, không phải sao? Mộ Đồ Tô quay đầu, mỉm cười với Bạch Chỉ. Bạch Chỉ mím môi không biết trả lời thế nào. Mộ Đồ Tô nói cực kỳ đúng, nàng đang khuất phục vận mệnh. Bởi vì nàng có đứa nhỏ, hoặc là nói là vận mệnh túm được cổ họng nàng. Khi đêm đó nàng biết được bản thân có đứa nhỏ, nàng một đêm không ngủ. Nàng chưa bao giờ suy xét qua chuyện nàng cùng với Mộ Đồ Tô. Nàng chỉ một mặt kháng cự trốn tránh, chỉ biết bức màn bản thân. Bách thân yêu không yêu hắn, kháng cự hắn tới gần, không muốn chạm vào tất cả những gì thuộc về hắn. Rõ ràng rất nhiều việc cùng với kiếp trước hoàn toàn không giống nhau. Kiếp trước hắn chưa bao giờ yêu nàng, là nàng một mình yêu hắn. Kiếp này sống lại, hắn nói thích nàng, hắn dịu dàng, nàng biết làm hắn bị thương. Mẫu thần nàng cũng không gả cho người trong lòng, cùng thân phụ luôn luôn tướng kính như băng, nửa đời sống cực kỳ không vui, nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm đi theo người trong lòng bà, cho dù người trong lòng bà vận mệnh đã không lâu. Chỉ vì bà yêu ông ấy, nàng biết có một số người không thể nào thay thế. Thu Thiền và Tống Kha sẽ không chết, sống chết cùng nhau, không cố kỵ tử vong. Dũng khí này ai có thể so sánh? Thu Thiền không phải không sợ chết, chỉ vì nàng ta yêu hắn. Nàng biết không có Tống Kha, nàng ta không biết sống thế nào. Tâm ý của Thanh Hà bị dẫm lên, hại người hại mình. Cuối cùng vẫn như trước mỉm cười nhìn cuộc sống, sinh con dưỡng cái, hạnh phúc một đời. Nàng ta có thể từ bước ra từ trong thương hại, lại dũng cảm đi yêu, đi tranh thủ. Hai chữ dũng cảm không phải ai cũng có thể viết xong, cũng không phải có dũng cảm thì sẽ có hạnh phúc. Trước đây, nàng dũng cảm cỡ nào? Dũng cảm yêu một người đàn ông sẽ không bao giờ yêu mình, có gan làm lại nhưng không có gan thừa nhận thống khổ. Sống lại, hai chữ này đã cùng nàng tách biệt. Nàng sợ hãi rụt rè, mất đi lý trí, dạy bản thân chàng sẽ không yêu mình sẽ không yêu chàng nữa. Nhưng rõ ràng đã khác, kiếp trước nàng yêu không được đền đáp, bây giờ hắn đang không ngừng đáp lại nàng. Hắn sẽ vì nàng mà vui, vì nàng mà giận, thậm chí vì nàng mà mất đi lý trí. Nàng muốn tiếp tục dũng cảm một lần, vì bản thân và vì đứa nhỏ. Nàng sẽ không phá bỏ nó đi, cũng không muốn một mình nuôi nấng nó. Như thế đối với bản thân hay là đứa nhỏ đều là một loại tàn nhẫn. Sống lại mà thành bộ dạng vậy, còn không bằng tự cắt cổ tự sát. Việc đã thành, kết cục đã định, không có đường sống cứu vãn, sao nàng không tiếp tục dũng cảm một lần? Nàng có thể thay đổi vận mệnh của mẫu thân, vì sao không nếm thử một chút thay đổi kết cục của nàng cùng Mộ Đồ Tô? Nam chiếu tiểu công chúa từ đầu đến cuối là tảng đá lớn trong lòng nàng. Chỉ Nhi. Mộ Đồ Tô thấy Bạch Chỉ trầm tư, Bạch Chỉ ngửa đầu nhìn hắn. Hắn nói, ta đồng ý với nàng, trừ nàng ra ta sẽ cùng cưới thêm bất luận kẻ nào. Lấy thân phận thiếp gả cho ta chỉ là tạm thời, tương lai ta sẽ cho nàng danh phận thê tử. Bạch Chỉ cảm giác hắn nắm chặt tay nàng, rất chặt.
giống như đang truyền lại sự kiên định của hắn. Bạch Chỉ cuối cùng nở nụ cười. Đây chính là người nói. Mộ Đồ Tôn là người nói được thì làm được. Con đường phía trước có lẽ rất khó đi, có lẽ sẽ làm nàng mình đầy thương tích, vết thương lui lui. Nhưng nàng vẫn muốn thử một lần, cho dù bản thân có thêm một cơ hội, cho Mộ Đồ Tôn một cơ hội, càng cho tình yêu của nàng một cơ hội. Nàng đúng là vẫn còn yêu hắn, Mộ Đồ Tô của nàng. Người cái thế anh hùng khó có thể di tình trong lòng nàng. Ở cửa Bạch phủ, Bạch Chỉ bỗng nhiên kéo cổ áo của Mộ Đồ Tô ở trên mặt hắn hôn một cái. Tướng công, tái kiến. Nàng còn chưa đưa đi ra một bước lại bị Mộ Đồ Tô kéo lại. Mộ Đồ Tô không thể tin được nhìn nàng, có chút thụ sủng nhược kinh, lại có chút ngượng ngùng bị đùa giỡn. Hắn nói, mới vừa rồi nàng gọi ta là gì? Tướng công. Tự như kiếp trước, nàng ẩn tình đưa tình, ánh mắt mang theo mê luyến nhìn hắn. Người đứng trước mặt là tướng công nàng, người trong lòng nàng. Mộ Đồ Tô đi lên phía trước, hôn lên môi nàng, ngậm hồi lâu, lưu luyến không rời nói. Nương tử. Lúc hắn buông môi nàng ra, ánh mắt của hắn thần thái sáng láng. Hắn vuốt ve mặt Bạch Chỉ, lấy thế nào cũng nhìn không đủ. Hắn vuốt ve đôi lông mày lá liễu, mắt tròn đầy sao, cùng đôi môi đỏ mọng còn mang theo hơi thở ấm nóng của hắn. Hắn nói, tái kiến. Tái kiến không phải tái kiến khi ly biệt, có lẽ lại gặp nhau. Hạnh phúc của ta đã thật lâu không thấy. Hết chương 51, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tật, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie Audio VV. Chương 52. Khi hai người gặp lại, đã là đại hôn. Hôn lễ Mộ Đồ Tô dành cho Bạch Chỉ là đãi ngộ dành cho thê tử. Lục lễ một cái cũng không thiếu. Hôn lễ thuận lợi vui vẻ. Nhiều người kinh thành đều nói đây là một kỳ tích. Phải biết rằng Mộ Đồ Tô là kinh thành đệ nhất mỹ nam tử, rất nhiều danh môn thục nữ mơ ước. Mộ Đồ Tô qua tuổi trưởng thành, ngay cả một nha đầu thông phòng cũng không. Bây giờ rõ ràng kỳ tích nạp thiếp, lại bài trí phô trương như cưới vợ, thật sự làm cho người ta không khỏi rớt cằm. Bạch Chỉ ngồi bên trong kiệu hoa, đầu trùm hỉ khăn, dây kết mũ phượng rơi trên sườn mặt có chút ngứa. Bạch Chỉ xốc lên khăn voan, bên tai nghe thấy thành âm khua chiêng gõ trống, trong lòng cũng trở nên bồn chồn. Trải qua hai kiếp, đây vẫn là lần đầu nàng ngồi kiệu hoa. Chẳng qua thiếu một phần chờ mong, rõ ràng động phòng hoa trúc là lúc tâm động nhất. Nhưng nàng cùng Mộ Đồ Tô là động phòng, thật sự đáng tiếc. Hôm nay hôn lễ này, nàng còn cái gì để chờ mong? Nàng chờ mong rất nhiều, bái địa thiên địa, kính cha mẹ, hồn ngồi hỉ ở giường, chờ tướng công thổi tắt nến. Kiệu hoa dâng tới cung thân vương phủ, con người đã cửa kiệu, ánh mặt trời bỗng nhiên tiến vào. Bạch Chỉ cùng Mộ Đồ Tô đều ngẩn ra, nửa thân mình Mộ Đồ Tô vói vào, nhìn Bạch Chỉ bật cười, môi thiếp môi nàng, sau đó vội vàng đem hỉ khăn Bạch Chỉ xốc lên thả xuống. Bạch Chỉ vừa tức giận, giờ phút này không còn quên sàm sỡ một chút. Dựa theo thường lệ, Mộ Đồ Tô lên cõng Bạch Chỉ vào phủ, nhưng Mộ Đồ Tô yêu cầu ôm ngang, nói là sợ thương đến đứa nhỏ. Bà mối biết được sau, cười khanh khách không ngừng, nói hắn quá mức cẩn thận, hắn thật quý trọng đứa nhỏ của nàng. Tầm mắt Bạch Chỉ bị hỉ khăn che khuất, nàng không nhìn thấy bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng nàng có thể cảm giác được bên ngoài chắc chắn rất đông. Bởi vì nàng nào có chủ đường đi ngang qua bàn tiệc, cảm giác được tiếng người ồn ào. Nhưng ở bên tai lại nghe thấy Bùi Thất lạnh lùng nói lên hai chữ: tiện nhân. Có gió thổi qua, tầm nhìn Bạch Chỉ bởi vì hỉ khăn vén lên, thấy Bùi Thất ngồi trên xe lăn, lạnh lùng nhìn nàng. Mà phần phía sau hắn đúng là sư phụ nàng, Hùng Phong. Hùng Phong đang dùng ánh mắt bi thống nhìn nàng, trong mắt lướt qua các loại tâm tình phức tạp. Đôi mắt Bạch Chỉ rủ xuống, bỗng nhiên có chút uể oải. Chỉ như tất cả đã có ta. Mộ Đồ Tô đơn giản như vậy đã nhận ra tâm tư của nàng, thanh âm hắn không lớn, lại đủ Bạch Chỉ nghe thấy.
hỉ khăn che đậy tầm mắt nàng, nhưng nàng lại có thể phán đoán vô cùng chắc chắn. Trong mắt Mộ Đồ Tô kiên định. Bước ra tới bước này, coi như liều mạng tìm hạnh phúc, nỗ lực lại nỗ lực. Bạch Chỉ dùng sức vòng tay qua cổ của Mộ Đồ Tô. Lại đại hôn tiến hành cực kỳ thuận lợi, bái thiên địa, kính cha mẹ đưa vào động phòng. Bạch Chỉ lặng lặng ngồi bên giường, lắng nghe bên tai náo nhiệt vui vẻ. Bạch Chỉ vốn nhẫn nại, nhưng hôm nay không biết tại sao, ngọn nến mới cháy ba phần, Bạch Chỉ đã không chịu nổi thường xuyên vén lên hỉ khăn, nhìn ra cửa, ngóng trông ai đó có thể đi vào. Rốt cục có người vào được, có điều không phải theo cửa chính vào, mà là leo cửa sổ vào. Bạch Chỉ ngẩn ra. Sư phụ! Hùng Phong gật đầu, dựng thẳng một ngón tay bên miệng, mang cái ghế dựa ngồi đối diện nàng, khuôn mặt nghiêm túc. Mộ tướng quân còn chưa xã giao xong, ta cũng chỉ muốn nói ngắn gọn. Tuy sư phụ chưa dạy ngươi cái gì, nhưng một ngày làm đồ lệ, cả đời là đồ đệ. Ta hỏi ngươi chút việc, ngươi có nói thực ra? Trong lòng Bạch Chỉ căng thẳng, nàng gật đầu với Hùng Phong. Ta nghe A Thất nói, ban đầu ngươi là người phụ nữ của A Cửu. Bạch Chỉ nói, ta muốn làm người phụ nữ của hắn, nhưng chưa thực thi. Hiển nhiên, đáp án này ra ngoài dự đoán của Hùng Phong. Ông ấy bỗng chốc trầm mặc, ban đầu muốn nói một đống lớn, toàn bộ nuốt xuống. Ông không tiếng động thở dài. A Cửu, bây giờ cũng không biết sống hay chết. Bạch Chỉ không nói lời nào, nàng đã không hề có lập trường. Về chuyện người cùng với Mộ tướng quân, ta cũng biết một hai. Ta không biết rốt cuộc là ai dụ hoặc ai. Việc thành cục đã định, tất nhiên chúc đồ đệ ngày sau hạnh phúc. Hùng Phong đứng lên muốn rời đi, mẫn cảm như Bạch Chỉ sao không biết Hùng Phong đến đây muốn nói không phải những lời đó. Nàng mở miệng hỏi, sư phụ, ông muốn nói cái gì thì cứ nói, không cần lo lắng quá nhiều. Hùng Phong dừng lại mím môi. Người có biết lúc trước vì sao ta chọn người làm đồ đệ không? Sư phụ cả đời không có con nối dõi, có một thân võ học, muốn có một hậu nhân. Ông nói ta là kỳ tài luyện võ, cho nên... À, Hùng Phong che miệng cười đến bất đắc dĩ. Cái này mà người cũng tin à? Hai gò má Bạch Chỉ đỏ bừng không biết làm sao. Ta cả đời không có con nối dõi là thật, mà một thân võ học ta đã sớm chọn tốt hậu nhân, đó là A Cửu. Mặc dù thân mình hắn có hàn khí, hàng năm ngâm mình trong thuốc, nhưng hắn quả thật là kỳ tài luyện võ. Nếu không phải hồi nhỏ bị tật xấu sớm theo Bùi lão tướng quân ra chiến trường, hắn tuyệt đối không kém Mộ tướng quân. Hùng Phong lại nhìn đôi mắt trừng lớn của Bạch Chỉ nở nụ cười, trêu ghẹo nó. Người đó làm sao là kỳ tài luyện võ được, bộ dáng thì yếu đuối. Bạch Chỉ oán niệm nhìn Hùng Phong. Vậy ông gạt ta làm đồ đệ làm gì? Hùng Phong vốn khuôn mặt cười cười, nhất thời kìm hãm. Ta nghĩ để ngươi làm thê tử của A Cửu. Ta mang A Cửu đi chiến trường cũng không phải là do thuận tiện. Đáp án này làm cho Bạch Chỉ không thể nói gì. Hùng Phong nhức đầu, không thú vị nói. Nguyên ta tưởng rằng ngươi không chọn A Cửu là vì thanh danh ở ngoài của hắn, quả thật có chút khó khăn. Ăn trời trác táng, bại gia chi tử, không làm nên trò trống gì. Kỳ thực A Cửu không phải là người như vậy. Hắn... Hùng Phong không nói thêm gì, mà nhìn Bạch Chỉ đang chờ ông tiếp tục nói tiếp. Cuối cùng ông thở dài. Nhiều lời vô ích, vẫn là không nói. Đã biết người không có quan hệ cùng A Cửu, chẳng phải như ta tưởng tượng, trong lòng vi sư dễ chịu hơn chút. Ta đi đây. Bạch Chỉ mím môi. Kỳ thực nàng rất muốn truy vấn, vì sao Bùi Cử phải làm bộ thành bại gia chi tử ăn chơi trác táng lưu luyến phố hoa. Bạch Chỉ nhìn Hùng Phong nhảy ra ngoài cửa sổ rời đi, cuối cùng cũng không mở miệng. Không nên hỏi, nàng cùng Bùi Cử không hề quan hệ, nàng hiện tại là người của Mộ Đồ Tô, muốn cùng Mộ Đồ Tô bạch đầu dài lão, tự nhiên một lòng chỉ nghĩ đến Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ lo lắng trùng trùng một lần nữa đội hỉ khăn, chờ chú rể của nàng. Lúc Mộ Đồ Tô vào phòng, ngọn nến đã cháy 8 phần. Bạch Chỉ ít khí thức đêm sớm tựa vào giường đang ngủ.
Mộ Đồ Tô xốc lên hỉ khăn trên đầu Bạch Chỉ, mắt say lờ mờ, mông lung si ngốc nhìn. Hắn chạm đến mì nàng, mũi nàng, môi nàng. Hắn phác họa từng chút, dường như say mê. Chỉ Nhi, rốt cục nàng là của ta. Mộ Đồ Tô đem môi tới gần môi Bạch Chỉ, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Mùi rượu xông vào mũi làm Bạch Chỉ thức tỉnh. Nàng mở mắt ra, thấy hai gò má của Mộ Đồ Tô đỏ ửng, mắt phượng mê ly chuyên chú nhìn nàng, cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng rõ ràng. Bạch Chỉ bị hắn nhìn như thế rất ngượng ngùng. Mộ Đồ Tô nói, Chỉ Nhi. À, đây. Chỉ Nhi. Đây. Chỉ Nhi. À, đây. Mộ Đồ Tô gọi nàng rất nhiều lần, Bạch Chỉ từng chữ đáp lời, có điều Mộ Đồ Tô dần dần không khống chế được cảm xúc, hốc mắt trở nên ướt át, si ngốc nhìn nàng, nắm tay nàng, nắm cực nhanh. Bạch Chỉ là vật âu yếm hắn mất đi lại có lại, sợ hãi lại mất đi, vui cực mà khóc. Bạch Chỉ giật mình, nâng tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp quá đáng của hắn. Tô, chàng làm sao? Hồi lâu không gọi hắn là Tô Tô, kiếp trước, mặt sau lưng, hắn gọi, mặt gắn gọi Tô Tô gọi cực kỳ vui vẻ. Ban đầu Mộ Đồ Tô lớn tiếng mắng nàng đừng ghê tởm hắn, sau này nàng gọi nhiều, có lẽ không còn sức lực mắng nàng. Liền tùy ý để nàng gọi là Tô Tô, cho đến sau này khi cung thân vương phủ thêm nam chiếu tiểu công chúa, thê tử của hắn, nàng liền không tiếp tục gọi nữa. Bởi vì hắn không còn là đề cao cổ họng mắng nàng, mà là một bạt tai đánh hướng nàng. Nói vô cùng trịnh trọng mà lại lạnh như băng, Tô Tô không phải là cho cô gọi. Từ đây, nàng rốt cuộc không còn gọi hắn như thế. Bây giờ, lại gọi hắn một tiếng, Bạch Chỉ cảm thấy xa lạ cùng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn được gọi hắn như thế. Mộ Đồ Tô ngẩn ra, sau đó cười nói. Lại gọi một tiếng. Mặt mày xinh đẹp giãn ra, đôi mắt bình thường luôn quạnh quẽ của hắn cười toe. Hắn thật sự là một người đàn ông vô cùng đẹp. Bạch Chỉ khẽ cắn môi, Mộ Đồ Tô đem mặt cọ cọ trên tay nàng, ánh mắt nhu tình như nước, lại gọi một tiếng. Ta thích nàng gọi như thế. Bạch Chỉ nhịn không được cười khẽ, mang theo nhịp điệu triền miên lại mềm yếu, tìm đập ra tốc, khẩn trương gọi hắn một tiếng Tô Tô. Mộ Đồ Tô bỗng nhiên đè Bạch Chỉ xuống, hai người ngã vào nhau trên giường, bốn mắt ngóng nhìn, thật lâu không nói. Hai người đã đạt được nhận thức chung, nhìn lẫn nhau, nhìn thế nào cũng không đủ. Cuối cùng vẫn là Bạch Chỉ bại trận, xoay mặt không tiếp tục nhìn hắn. À, đừng nhìn. Mộ Đồ Tô dùng một tay đem mặt nàng xoay lại, bắt buộc nàng tiếp tục nhìn hắn. Nàng một lần nữa đem tầm mắt dừng trên người của Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô cúi xuống, bắt đầu hôn môi nàng. Bạch Chỉ có chút ngốc thừa nhận sự thân thiết của hắn. Hắn hôn cực kỳ dịu dàng, như đang nhấm nháp một ly rượu ngon. Hai tay Bạch Chỉ vòng qua cổ hắn, cũng không thành thạo đón ý họ nói đùa. Miệng tràn ngập hương rượu, Bạch Chỉ bị Mộ Đồ Tô dịu dàng hôn môi như thế, nàng đều cho rằng bản thân đang say. Mộ Đồ Tô bắt đầu kéo đai lưng của Bạch Chỉ, đưa tay vuốt ve nàng. Bạch Chỉ nhịn không được run run một chút, hơi sợ hãi. Hai người mặc dù đã lên giường, nhưng lần đó trải qua quá mức thảm thiết, lòng Bạch Chỉ còn sợ hãi. Hơn nữa nàng đã có thai trong mình, không chịu nổi ép buộc như thế. Mộ Đồ Tô dường như nhận thấy được Bạch Chỉ khác thường, trấn an nàng. Ta sẽ dịu dàng, đừng sợ. Môi hắn bắt đầu đi xuống, đi qua gương mặt nàng, cằm, cổ, luôn luôn đi xuống. Bạch Chỉ run run thân mình, sợ hãi lại có chút chờ mong. Lúc môi hắn tới bụng nàng, sắp đi xuống chút nữa, Bạch Chỉ dường như muốn nhảy lên. À, không được, nơi đó là... Nhưng đã không kịp, một trận tê dại truyền khắp toàn thân, tùy ý hắn chùi giữa hai chân nàng, bản thân càng ngày càng vô lực. Quần áo của nàng toàn bộ rơi trên đất, Mộ Đồ Tô cũng bắt đầu bỏ áo thắt lưng. Hắn rốt cuộc vẫn có chút căng thẳng, đai lưng không giải được. Bạch Chỉ bỗng nhiên ngồi dậy giúp hắn giải. Mộ Đồ Tô bởi vậy mà không dám nhìn nàng, quay đầu nhìn về nơi khác, gò má cũng càng thêm hồng thấu. Bạch Chỉ thấy hắn như vậy, bỗng nhiên bật cười.
Mộ Đồ Tô quay đầu nhìn nàng vô cùng kỳ quái nói. Lại cười ta đem nàng ăn sạch sẽ, không cho phép. Bạch Chỉ không cảm giác được nguy cơ, như trước cười. Đường đường là tướng quân, thế nhưng... À. Bạch Chỉ kinh ngạc nhìn Mộ Đồ Tô, bởi vì ngón tay thon dài của hắn thế nhưng đang sờ giữa hai chân nàng. Mộ Đồ Tô không để ý bộ dáng nàng hoảng sợ, trực tiếp hôn lên, triền miên lại triền miên. Bạch Chỉ cảm thấy thân mình càng trở nên không giống bình thường, rất hư không. Lúc hắn đỉnh thân đi vào, Bạch Chỉ mới hiểu rõ hư không là gì. Hắn quả thật tuân thủ dịu dàng, lần này cũng không đau đớn như lần trước. Lần trước phía dưới của nàng khô cạn bị hắn cưỡng chế tiến vào, lần này nàng thật ẩm thật ướt, trừ bỏ sưng, tiếp tục theo là loại cảm giác nói không nên lời. Nàng thầm muốn rên rỉ, ở dưới thân thân hắn không khống chế được một lần lại một lần rên rỉ. Có đôi khi không chịu được khống chế kẹp lấy thắt lưng của Mộ Đồ Tô, hy vọng hắn chậm một chút, hy vọng hắn trốn sâu trong cơ thể của nàng. Đàn ông nhiệt huyết sôi trào, mặc dù bị ép buộc một ngày nhưng một chút cũng không hàm hồ, không ăn thỏa mãn, tuyệt đối không bỏ qua. Đàn bà thì khác, nhất là vừa mới khai bao, nóng vội, thương thân. Vì thế ngày thứ